nổi với ba, tại vì nghe nói bán ba bán nhiều quá, ngày là có mấy trăm ngàn. Bỏ vô thì khác. Nhưng mà không mấy giờ giờ anh nói chuyện với gì ba đi, người coi gì ba sao. Nói chuyện với ba hỏi gì ba cũng nhiều quá, ngày là có mấy trăm ngàn. Bỏ vô thì khác. Nhưng mà không mấy giờ giờ anh nói chuyện với gì ba đi, người coi gì ba sao. Nói chuyện với ba để cho gì ba thì nếu mà dì ba lấy con thì cái chuyến đầu á con đưa cho dì ba bán, nếu mà bán xong rồi đó thì dì ba hãy trả tiền con. Không, dì ba nói con nghe nha, có nhiều người kêu đem mua lại cho dì ba bán mà dì ba không mua được, tại vì con dì ba có mối rồi, mối này dì ba muốn mua nhiêu cũng có hết, thành ra dì ba không mua nữa, đủ bán rồi con ơi. Nhiều người đem cua lên dì ba đó mà đâu dì ba đâu dám lấy, không có lấy được, lấy nhiều nó là ế à. Chứ hơn nữa cái chỗ này dì bán hồi nào tới giờ dì ba mua nó quen rồi, mấy chục năm rồi, thành ra giờ dì ba không có lấy qua ai nữa. Thấy dì ba đấy bán lợi ích quá rồi ấy, để cho ba lại có nhiều. Tùy theo cua, ví dụ như cua mà ít dây á thì tiền ít, nó tiền nó nhiều hơn. Còn nếu mà cua mà dây nhiều thì tiền nó ít hơn. Vậy đó, cua cũng là bù qua cái lợi à. Nó đúng da của mục cũng không có mắc gì nữa. Mình mua nó quen rồi. Mình biết nó số ký bao nhiêu rồi. Còn thí dụ như con mà đem cua lại mà con bán gì ba mà không có dây hay gì ba cũng mua nữa, tại vì nếu mà không có dây thì gì ba mua nó hơi mắc chút, còn có dây thì nó ít tiền hơn chút, mà gì ba thấy nào cũng như cái nấy à. Mua tại vừa mà mua lâu năm vừa không, nói chung là nếu anh bỏ cho gì ba là anh sẽ bỏ giá thấy thôi, giá mềm thôi, nhưng mà gì ba không có lấy được vì sao đâu. Vì sao ba không lấy được là tại vì mình bán cái chỗ mà cái vừa cua. Cái chỗ vừa cua đó là nó vừa dù sao nữa cũng không có tình lâu rồi, lâu năm tình nghĩa hồi xưa rồi ba, tình lâu năm thành ra mình không có thể thể nào mà lấy được đó. Đây là lý do là vậy đó, đây là lý do gì ba từ chối các thương lái ở Cà Mau lên. Nhiều thương lại là tìm đến dì ba rồi nhưng mà dì ba không thể chấp nhận được. Không phải như một mình con thôi, nhiều người lắm á. Mình ra từ chối hết rồi. Anh đi sau nào có trước có sao hết trơn rồi. Dạ hôm nay anh. Thế đó nếu mà dì ba thương dì ba lấy, còn nếu mà dì ba lấy rồi đâu có gì đâu. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ anh cũng thông cảm cho dì ba nha. Tại có đâu. Ba không có thể nào để được, không đem em dễ gì ba cũng không mua nữa. Ba mua chỗ nào là một chỗ thôi. Mấy chục năm rồi đây. Anh lên lên đây lâu chưa anh ha? Mới lên nè. Tức là anh vừa Cà Mau lên đây luôn hả? Không có, ở dưới vuông ở dưới lên. À, chạy vừa 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 vuông lên. Anh nhưng mà anh vừa cua anh ở dưới đó là tên gì hay là như thế nào? Không, cũng mà ở quê lên đây làm công nhân vậy chứ. À, chứ đâu phải một người cua hả? Tức là anh là một công nhân thôi đúng không? Anh lên đây làm anh thấy dì ba làm ít lời cho nên anh muốn để cua cho dì ba để có lời hơn đúng không? Còn như bình thường anh cũng không phải là buôn bán cua ở trên này. Nếu bỏ vậy là chứ mà vô ăn bụng gì không được. Dạ, dì ba cũng lấy. Thì lúc khó khăn người ta giúp mình, bây giờ mình bây giờ làm được trả ơn người ta. Ta không có giống người ta cho dù có ba
Rồi lập đồ gì đó, nói lấy cua thì lấy nè. Cái nào lấy cua không? Anh lập lấy cua không nè? Không, bữa hai con thịt. Chị Ba lừa cho con thịt. Con nào ốp ốp á? Chân xô tờ không né là sao? Ốp ốp hả? Sao bữa nó kêu thích ăn cua ốp mà. Chị Ba chẹt cho con kẻ con gì. Đây đây em chẹt cho dao bên này. Con cái chén được chăng nó đẹp chứ bằng đâu mà hơn. Có cái giấy nào cho ba biết mày. Cái nhà không biết ăn. Cái nhà bị sai luôn. Cái nhà bị sai luôn. Cái nhà bị sai luôn. Thêm con đây đã 70 tuổi rồi đó. Hôm nay trời là không có được đẹp, là mưa từ sáng tới giờ. Nay có mệt không vậy? Nay gì có mệt không? Dạ. Đỡ mệt rồi. Đỡ mệt rồi ha. Bữa nay gì bán mấy ký? 80 ký. Hôm nay là dì Ba bán 80 ký nhưng mà trừ dây ra thì chắc là cũng còn khoảng mười mấy ký đó các bạn. Có một người đã tặng cho dì Ba cái nước yến à mọi người. Rất là may mọi người. Dì Ba vừa bán xong thì chờ của mình có một lớn luôn. Chưa làm ăn luôn. Đây là nước yến của khách cho nước gì vậy? Và đây là một hộp gạo này, cả nhà đang lưu gì mà người này cho giấu mặt cái tên chỉ là đem nhờ em đem vào cái gì mà thôi, không có thay tiền nào ở đâu hết, ngày mai đứng là đi mở hộp đó của chú ở Bình Chánh. Có một cái chú ở Bình Chánh tặng nước yến với lại gạo cho dì Ba nè. Đây Dì Ba xúc động à nha mọi người. Thôi nói chung là cái gọi là mình có phúc có phần, ví dụ là người ba cũng mọi người giúp đỡ rồi. Nói ngày nào đó mà một con không có bảo vệ gì với người ba nữa. Không bà con không, không bà con luôn luôn ở bên dì Ba. Dì Ba chạy đâu mà không đẻ, không dám đẻ mà tụi con đỡ dì Ba hoài sao. Cũng có ngày dì Ba bán một mình nữa chứ. Như biết vậy, chứ còn phải lo gia đình của nó nữa.
cái gì ba ơi. Thôi không nhắc đến chuyện đó gì ba. Sao má lo cũng tới đâu, thôi cứ trước mắt thì mọi người có lòng thì gì ba cứ nhắn thôi. Rồi Kiên cũng chào cả nhà nhé, cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành cùng chị ba nhé. Cả nhà trong những video tiếp theo. Có cái anh tặng sòi cho dì ba với lại chị Thí nè mọi người. Cho anh em tới cháu dì ba. Dạ là hai vợ chồng. Dạ. Ngồi có ăn nhiều quá trời luôn. Dạ. Đúng rồi.